Em xin giới thiệu mọi người dòng sản phẩm nẹp chân kính cho các dòng xe. Đây là ví dụ của dòng xe Vios 2014-2018. Sản phẩm được sản xuất bằng chất liệu là inox và 304, bọc lớp ni lông màu xanh để cho chống xước ra. Bóc ra thì nó là inox 304 sáng bóng đấy ạ. Và đằng sau sản phẩm có keo 3M hai mặt. Mọi người chỉ về bóc ra, ướm lên, lau sạch bụi ở phần bề mặt cần dính và dán vào là ok nhá mọi người nhá. Em dán đầy đủ hết tất cả chân kính của các dòng xe luôn. Vừa khi cho vòng xe U10 Morning Vios Excel City nẹp chân kính 4 thanh. Giá tiền là giá tiền của 4 thanh chân kính nhá mọi người nhá. Một bộ nó có 4 thanh ạ. Nhưng nó bay tư rất là sáng bóng, K3M cường lực. Em đã sẽ đằng sau rồi, mọi người về chỉ việc bóc ra và dán vào thôi ạ.